Introducing Tron Von Tron. And now for the instructions by referee Charlie Choi. Mở một không khí tuyệt vời vào lúc này. Và chúng ta cùng chờ đợi Trần Văn Thảo, võ sĩ gốc Đài Đỏ, với trang phục chiếc quần màu đen đối đầu với Kemun Torres, võ sĩ đến từ Mexico, gốc Đài Xanh với chiếc quần màu trắng. Trần Văn Thảo ít hơn Kemun Torres 5 tuổi. Và ngày hôm nay chúng ta chờ đợi nhà vô địch IBA thế giới sẽ chơi như thế nào với Kemun Torres, tay đấm rất đáng gờm đến từ Mexico. Với những võ sĩ đến từ Mexico thì một lần nữa chúng ta phải nhắc lại rằng đây là nơi sản sinh ra những tay đấm lì lợm nhất thế giới. Hiệp 1 bắt đầu, trận đấu sẽ được diễn ra trong tối đa 8 hiệp. Trần Văn Thảo bắt đầu trận đấu với một cú chắp. Với những thời điểm đầu tiên như thế này thì chúng ta chưa thể nói nhiều về Kemun Torres. Cú móc phải đầu tiên của Torres và sau đó là một cú giáp chính xác. Trần Văn Thảo phải dè chừng với những cú giáp và đón tay sau kết hợp bởi Kemun Torres. Trong sự nghiệp của mình thì cả Văn Thảo và Torres đều có rất nhiều tình huống knock out. Pha tấn công đầu tiên của Kemun Torres nhưng Trần Văn Thảo vẫn tự tin. Văn Thảo lắc đầu và chưa hề ấn gì sau những tình huống tấn công đầu tiên của Kemun Torres. Trần Văn Thảo dính hai cú chắp rồi. Rất chất lượng. Ta thấy được Kemun Torres tung ra được những đòn đánh với tình huống timing tốt. Thêm một đòn tay sau chính xác nữa của Torres. Có thể nói là Văn Thảo đang gặp khó khăn. Trần Văn Thảo lúc này đang chơi chậm lại một chút. Sự thận trọng nhiều hơn. Hai cú giáp rất chất lượng của Kemun Torres. Văn Thảo đang tấn công. Nhưng hãy dè chừng. Thêm một đòn tấn công nữa của Trần Văn Thảo. Những cú giáp rất tốt của Kemun Torres. Đo cự lì và sẽ tung ra những cú tay sau. Và Văn Thảo cần phải thận trọng với cách chơi của Kemun Torres. Rất tốt. Vừa rồi thì Kemun Torres đã cắt góc và né được đòn tấn công của Trần Văn Thảo. Ba trận đấu gần nhất của sự kiện 100 round ngày hôm nay đều kết thúc bằng knock out. Và trận đấu này thì sao? Liệu có đi được hết 8 hiệp hay không? 30 giây cuối cùng của hiệp 1. Đổi đòn của Văn Thảo và Kemun Torres. Trần Văn Thảo cũng cho thấy được chất lượng của mình trước một võ sĩ đến từ Mexico. Và tấn công của Trần Văn Thảo. Những giây cuối cùng của hiệp 1. Overhand. Rất hấp dẫn. Một trận đấu của hai võ sĩ có đẳng cấp. Nhà vô địch IBA thế giới Trần Văn Thảo có thể nói là gặp khó khăn trong hiệp 1 trước đẳng cấp của Kemun Torres. Sẽ còn rất nhiều điều chờ đợi chúng ta ở những hiệp tiếp theo sau màn khởi động vừa rồi của Trần Văn Thảo và Kemun Torres hiệp đầu tiên. Ở những trận đấu gần nhất của mình thì Trần Văn Thảo đều có được chiến thắng. Đó là những chiến thắng bằng knock out trước Andrew Laurio và Bunduang Fanyom. Cùng với đó là một chiến thắng tính điểm đồng thuận trước Buena Vides. Màn tái xuất của Trần Văn Thảo ngày hôm nay được chờ đợi rất nhiều dù đối thủ của anh cực mạnh đến từ Mexico là Kemun Torres, võ sĩ nhiều kinh nghiệm. Và với những tay đấm đến từ Mexico thì chúng ta đều biết họ lì lợm đến như thế nào với một chiếc cằm gần như là bất khả xâm phạm. Hiệp 2.
Trần Văn Thảo bắt đầu với những cú chắp. Rất tốt. Vừa rồi thì Trần Văn Thảo đã lách né tốt được những đòn chắp của Kemu Torres. Điều quan trọng là cái võ sĩ cần phải phân phối thể lực trong một trận đấu kéo dài 8 hiệp. Với Kemu Torres thì điều này sẽ là bài toán với anh khi Kemu Torres năm nay 36 tuổi. Văn Thảo ít hơn 5 tuổi. Kemu Torres vẫn rất nhanh để né đòn của Văn Thảo. Body shot cũng khá nặng. Nhưng Văn Thảo vừa rồi đã thủ thành công. Và 1-2 nữa của Kemu Torres. Thêm một nỗ lực tấn công body shot. Trần Văn Thảo đang di chuyển tốt. Những cú đấm của Trần Văn Thảo có lực tốt. Móc trái đến từ Văn Thảo. Body shot. Trần Văn Thảo đang ép đại. Nỗ lực tấn công của Văn Thảo. Kemu Torres đang gặp khó khăn. Trần Văn Thảo tiếp tục ép đối thủ về phía dây đài. Kemu Torres đang tỏ ra bình tĩnh. Văn Thảo phải thận trọng với những tình huống móc trái của đối thủ. Hơn một phút trò hiệp đấu thứ hai và lúc này thì Văn Thảo đang chiếm lợi thế. Body shot. Nỗ lực ôm ghi của Kemu Torres. Trọng tài sẽ phải tách hai võ sĩ ra. Đây là thời điểm khó khăn cho tay đấm 36 tuổi Kemu Torres. Gọi là khó khăn thôi nhưng với những tay đấm đến từ Mexico thì chúng ta cũng chưa thể biết trước được. Đó rất lì lợm. Nỗ lực body shot của Trần Văn Thảo cơ overhand. Trần Văn Thảo đang chơi hay ở trong hiệp đấu thứ hai này. Đang chơi áp đảo trước Kemu Torres. Tiếp tục là một cú body shot nữa của Văn Thảo. Kemu Torres vẫn đang lách né đòn tốt. Trong hiệp 2 này chúng ta không thấy được Kemu Torres có được những tình huống tấn công nào chú ý. Tay đấm đến từ The Trigger Gym. Trần Văn Thảo lúc này đang chơi tuyệt hai ở trong hiệp đấu thứ hai. Và chắc chắn là sẽ được chấm điểm có lợi. Vừa rồi là tình huống tấn công tốt của Kemu Torres. Văn Thảo vẫn lì lợm. Vẫn đứng vững và hiệp đấu thứ hai kết thúc với những tín hiệu có thể nói là vô cùng tích cực cho Trần Văn Thảo. Chúng ta đã thấy được những gì hay nhất của Văn Thảo. Hai hiệp đấu trôi qua và là một sự cân bằng. Thậm chí Trần Văn Thảo của chúng ta đang có được số điểm nhỉnh hơn trước Kemu Torres. Một trong những vấn đề đó là Trần Văn Thảo cũng như Kemu Torres sẽ phải phân phối thể lực ra sao ở trong một trận đấu kéo dài 8 hiệp. Sẽ còn 6 hiệp đấu nữa. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những tình huống đáng chú ý ở trong hiệp đấu thứ hai. Một hiệp đấu mà Trần Văn Thảo chơi áp đảo trước Kemu Torres. Phong cách phòng thủ mà rất nhiều người ví Văn Thảo như một Floyd Mayweather của Việt Nam. Kemu Torres cũng là một võ sĩ nguy hiểm. Mà đương nhiên Văn Thảo hiểu điều đó. Anh né được khá tốt những đòn counter đến từ Kemu Torres. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hiệp đấu thứ 3. Mà so găng giữa Trần Văn Thảo và Kemu Torres, một võ sĩ đến từ Mexico. Vũ chạp của Trần Văn Thảo. Cú 4-1-2 của Torres. Mắc phải của Torres nhưng Trần Văn Thảo đã phản hồi tốt. Cả hai đều sử dụng những cú body shot. Trần Văn Thảo đang phòng thủ hay. Cách phòng thủ thường thấy của Trần Văn Thảo. Văn Thảo đang chơi chậm lại một chút so với hiệp 2. Đây là điều dễ hiểu. Anh cần phải phân phối thể lực để chơi một trận đấu 8 hiệp. Nỗ lực tấn công của Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo vẫn đang tiến lên. Rất tốt. Tiếp tục là body shot. Chạp đi góc.
Sự bình tĩnh của Kemba Torres, ánh mắt rất tập trung. Móc trái của Trần Văn Thảo. Rất hay, vừa rồi thì Trần Văn Thảo đã tấn công trúng cằm của Kemba Torres. Một cú móc phải đi trúng cằm của tay đấm đến từ Mexico. Văn Thảo đang chơi tốt. Rõ ràng là đẳng cấp của nhà vô địch IBA thế giới Trần Văn Thảo vẫn đang được thể hiện một cách hết sức rõ ràng trận đấu này, dù đối thủ là Kemba Torres. Body shot hay. Đó là một cú body shot tốt của Trần Văn Thảo, khiến cho Kemba Torres cũng đã rơi tay thủ xuống. Good job của Văn Thảo. Đó, 1-2 của Kemba Torres. Tiếp tục là móc phải đến từ Torres, nhưng vừa rồi thì Văn Thảo đã thực hiện đòn counter. Rất tốt, Văn Thảo đang chơi an toàn và cũng thể hiện được khả năng tấn công sắc bén của mình. Móc trái hay. Rất tốt, né được đòn chap của Kemba Torres. Văn Thảo đang tìm thời điểm để đưa ra cú bộ tấn công của mình. Cú overhand hụt của Trần Văn Thảo. Lúc này thì Kemba Torres đang tấn công Văn Thảo. Những giây cuối cùng và hiệp đấu thứ ba kết thúc. Quá hay, một trận đấu đẳng cấp giữa những võ sĩ tên tuổi Trần Văn Thảo của Việt Nam và Kemba Torres đến từ Mexico. Tuổi tác chính làm chọn những vấn đề của Kemba Torres. Sẽ còn 5 hiệp đấu nữa trước mắt. Vừa rồi là một hiệp đấu có lẽ là cân bằng hơn so với hiệp đấu thứ hai. Chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh đáng chú ý ở hiệp đấu thứ ba vừa rồi. Một hiệp đấu mà Kemba Torres đã cải thiện được rất nhiều khả năng tấn công. Anh đánh trúng Văn Thảo nhiều hơn so với hiệp đấu thứ hai. Khả năng phòng thủ của Kemba Torres cũng là rất tuyệt vời. Chúng ta thấy Trần Văn Thảo tấn công với đòn combo và kết thúc một cú móc liver shot, nhưng Kemba Torres đã hạ tay thủ rất vừa để tránh được đòn nào. Bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ tư mà so găng giữa Trần Văn Thảo và Kemba Torres, trận co-main event trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu này diễn ra ở hạng bantamweight. Trong hiệp đấu vừa rồi thì Trần Văn Thảo đã có một tình huống tung đòn đấm thẳng tay sau trúng hàm của Kemba Torres. Nhưng chúng ta thấy là Kemba Torres gần như vẫn đứng vững và không gặp vấn đề gì quá lớn. Đó điều mà chúng ta đều biết về những võ sĩ Mexico. Bỏ cuộc không bao giờ có trong ý nghĩ của những tay đấm người Mexico. Bây giờ thì chúng ta thấy Văn Thảo đang nỗ lực tấn công nhiều hơn. Trần Văn Thảo đang nhận được những chỉ đạo phía góc đài, chơi chậm hơn một chút, giữ sự an toàn, cự ly đảm bảo. Trần Văn Thảo vẫn đang giơ cao tay thủ. Trần Văn Thảo đang bảo vệ mình tốt. Thủ hay. Kemba Torres vẫn chưa khai thác được. Đòn counter của Văn Thảo. Body shot. Trần Văn Thảo tiếp tục giữ tay thủ và tránh được những đòn tấn công của Kemba Torres. Kemba Torres vừa tung hai cú jab, thêm hai cú jab nữa, nhưng chưa đi trúng đích.
Móc trái của Văn Thảo. Cú giáp tốt của Kebu Torres. Rất nhiều những tiếng cổ vũ đang xuất hiện trong ballroom vào lúc này dành cho Trần Văn Thảo. Một cuộc chiến về thể lực nữa giữa Văn Thảo và Kemu Torres khi đi về những hiệp đấu từ hiệp đấu thứ 5 đến hiệp đấu thứ 8. Những giây cuối cùng của hiệp đấu thứ 4. Trần Văn Thảo vẫn đang giữ tốc độ khá tốt trong việc né đòn di chuyển như đòn tấn công tay sau của mình. Hiệp đấu thứ tư kết thúc, một nửa chặng đường của màn so căng giữa Kemu Torres và Trần Văn Thảo đã trôi qua. Và có thể khẳng định đến lúc này là một sự cân bằng. Cuộc chiến về thể lực sẽ được quyết định ở hiệp đấu thứ 5 cho đến hiệp đấu cuối cùng. Trận đấu rất hay. Màn so căng giữa Trần Văn Thảo và Kemu Torres diễn ra ở hạng bantamweight 54kg. Đây là trận co-main event, trận thứ chính trong buổi tối ngày hôm nay ở sự kiện Ultimate Rumble. Trận đấu được chờ đợi nhất là trận main event giữa Julian Singh và Sancha Yodbun. Bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ 5 giữa Trần Văn Thảo và Kemu Torres. Ba trận đấu gần nhất trong sự kiện ngày hôm nay đều kết thúc bằng knock out. Và trận đấu này thì sao? Liệu có đi được đến hết 8 hiệp hay không? Cú chạm tốt của Trần Văn Thảo. Thêm cú chạm tốt nữa. Trần Văn Thảo đang cố gắng phá cự ly và tung ra những đòn tấn công của mình. Tình huống counter chính xác của Văn Thảo. Body shot. Văn Thảo vẫn đang rất tự tin. Vừa rồi là đòn tay sau chính xác của Trần Văn Thảo. Móc vào body của Trần Văn Thảo với Kemu Torres, nhưng nó vẫn chưa gây ra được khó khăn cho tay đấm người Mexico. Văn Thảo thì vẫn đang thủ rất chắc. Trong tình huống những tay thủ quen thuộc của mình Felicio, thì Trần Văn Thảo vẫn đang cho thấy được sự hiệu quả. Cú vén tốt của Trần Văn Thảo. Đã đi trúng đích rồi. Nhưng Kemu Torres thì vẫn đang rất bình tĩnh. Anh vẫn đang vững vàng trước những đòn tấn công của Trần Văn Thảo. Một phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 5. Kemu Torres vẫn chưa tìm ra cự ly thích hợp để tung ra đòn tay sau của mình. Những cú chạm của Kemu Torres có độ sắc bén. Nỗ lực tấn công của Trần Văn Thảo. Tấn công tốt của Trần Văn Thảo. Tấn công và sau đó lùi lại né đòn đối thủ. Văn Thảo đang có hiệp đấu tốt. Hiệp đấu nhỉnh hơn của Trần Văn Thảo so với Kemu Torres.
5 hiệp đã trôi qua và nhìn chung là một sự cân bằng giữa Kemon Torres cũng như Trần Văn Thảo. Sẽ còn 3 hiệp đấu nữa. Kemon Torres tay đấm đến từ Mexico, năm nay 36 tuổi. Và chúng ta cùng xem là anh có giữ được thể lực ở trong hiệp đấu cuối cùng hay không. Với diễn biến như thế này thì rất có thể trận đấu sẽ được quyết định bằng bảng điểm của các giám định. Trần Văn Thảo khó knock out được Kemon Torres, nhưng ngược lại Kemon Torres cũng không dễ để có thể kết thúc được Trần Văn Thảo. Đó là những gì mà chúng ta đã thấy ở 5 hiệp đấu vừa qua. Trong boxing thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, và bây giờ sẽ là hiệp đấu thứ 6. Hiệp đấu thứ 6 bắt đầu. Và tấn công 1-2 của Kemon Torres. Torres lúc này đang tiến lên áp sát tấn công với Trần Văn Thảo. Hai cú móc phải tốt của Văn Thảo. Rõ ràng là Kemon Torres đang nỗ lực để có được một chiến thắng knock out trước Trần Văn Thảo. Nhưng điều này không dễ dàng một chút nào với tay đấm người Mexico. Vào tay sau rất nguy hiểm đến từ Kemon Torres. Trần Văn Thảo vẫn đang phòng thủ tốt. Khả năng lách né cũng như lấy tay thủ của Trần Văn Thảo là bài toán rất khó cho Kemon Torres trong việc tấn công. Đồng hai tốt của Văn Thảo để lùi được đối thủ. Combo tấn công của Kemon Torres. Trần Văn Thảo như thường lệ vẫn cho thấy sự tự tin của mình, không gặp vấn đề gì cả. Nỗ lực tấn công body shot của Trần Văn Thảo. Kemon Torres vẫn đang thu hẹp cự ly tấn công Trần Văn Thảo. Đây là trận đấu mà Trần Văn Thảo cũng đã dính khá nhiều cú chắp đến từ Kemon Torres. Cả hai đều cho thấy được phong thái tự tin của mình ở đấu thứ 6 này. Trần Văn Thảo vừa có tình huống tấn công tay sau đi trúng đích. Rất tốt những tình huống tấn công của Văn Thảo, nhưng sau đó thì Kemon Torres cũng đáp trả với một pha counter. Trần Văn Thảo vừa cho thấy dấu hiệu anh chưa bị dính đòn với body shot của Kemon Torres. Trận đấu chất lượng của hai võ sĩ có đẳng cấp. 15 giây cho hiệp đấu thứ 6. Liver shot đến từ Trần Văn Thảo, nhưng Kemon Torres đã phòng thủ thành công. Rất khó có thể khai thác đối phương này, rất hay. Nhưng kể từ đó trở đi thì chúng ta có thể khẳng định rằng Trần Văn Thảo chưa thực sự nhỉnh hơn so với Kemon Torres. Nhưng nếu trận đấu này kết thúc ở bảng điểm thì Văn Thảo chắc chắn là vẫn sẽ có lợi thế trước Kemon Torres. Sợ gì mà anh thể hiện. Overhand đến từ Trần Văn Thảo. Thêm một đòn tay sau chính xác nữa. Ngay sau đó làm tình huống mà Trần Văn Thảo cũng đã overhand nhưng đấm một. Điều này sẽ càng khiến cho Trần Văn Thảo mất sức hơn. Body shot. Nice, 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 nice
Rất tốt. Rõ ràng là Kemu Torres đang là người có được những đòn đánh chính xác nhiều hơn so với Trần Văn Thảo. Một loạt đòn tấn công mà chúng ta thực sự e ngại cho Văn Thảo. Còn khoảng hơn một phút nữa cho hiệp đấu áp chót, hiệp đấu thứ 7 này. Body shot của Trần Văn Thảo. Thêm một nỗ lực tấn công nữa của Văn Thảo. Và đáp trả của Kemu Torres. Né đòn tốt. Vừa rồi là cú đấm thẳng tay trái chính xác của Kemu Torres. Những pha ra đòn cơ ly gần của tay đấm đến từ Mexico. Và Văn Thảo cũng có câu trả lời của mình, một đòn counter. Thêm một pha đấm hụt nữa của Trần Văn Thảo. Móc trái tốt. 15 giây cho hiệp đấu thứ 7. Trần Văn Thảo đang trở lại tốt hơn ở trong cuối hiệp đấu này. Rất tốt. Văn Thảo đã có được câu trả lời chất lượng ở khoảng thời gian cuối của hiệp đấu thứ 7. Và trước mắt chúng ta sẽ chỉ còn một hiệp đấu nữa thôi. Lúc này thì thể lực của Trần Văn Thảo cũng như Kemu Torres vẫn đang được duy trì rất ổn. Ở tuổi 36 thì Kemu Torres vẫn đang có một màn thể hiện tốt. Vẫn đảm bảo chất lượng trong những pha ra đòn cũng như sức nặng. Hiệp đấu thứ 7 vừa rồi thì Kemu Torres là người chơi nhỉnh hơn so với Trần Văn Thảo. Kemu Torres giữ cự ly rất tốt bằng những cú jab. Đây là đòn đánh chính xác của Trần Văn Thảo. Văn Thảo đã trở lại ở cuối hiệp đấu thứ 7 vừa rồi với loạt đòn tấn công khá tốt. Bây giờ sẽ là hiệp đấu cuối cùng giữa Trần Văn Thảo và Kemu Torres. Với Kemu Torres, trước khi bước vào trận đấu này thì tay đấm người Mexico hướng đến một trận đấu chiến thắng bằng knockout. Và bây giờ thì anh chỉ còn một hiệp đấu để hoàn thành mục tiêu đó mà thôi. Những tình huống đuổi đòn tốt của cả hai võ sĩ. Cả hai đều cũng dính đòn trong loạt tấn công vừa rồi. Ngay sau tình huống tấn công của Kemu Torres thì Trần Văn Thảo cũng đáp trả lại với một đòn counter. Hai cú jab của Kemu Torres. Thêm một cú jab chính xác nữa đến từ Kemu Torres. Những tình huống tấn công của Torres. Văn Thảo thì đang đấm trượt khá nhiều. Bên phía góc đài thì team của Văn Thảo đang có nhắc nhở về việc Trần Văn Thảo cần phải cao tay thủ hơn. Hai tình huống body shot của Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo đã thoát góc. Rất tốt.
trái của Trần Văn Thảo đã tìm đến trúng đích trong pha xử lý vừa rồi của Trần Văn Thảo. Móc phải của Trần Văn Thảo. Thời gian của trận đấu không còn nhiều. Lúc này thì Kevin Torres đang tấn công Trần Văn Thảo. Một loạt đòn combo của Kevin Torres nhưng Trần Văn Thảo vẫn đang đứng vững. Tiếp tục dính đòn. Về thời điểm khó khăn cho Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo không lùi bước. Quyết định đổi đòn với Kevin Torres tình huống vừa rồi. Điều này dường như không thực sự có lợi cho anh. Rất tay đòn counter của Trần Văn Thảo. 10 giây cuối cùng. Kevin Torres cũng dính không ít đòn nhưng tay đấm của Mexico thực sự là có cái cảm rất cứng. Trận đấu kết thúc. Một màn so găng đẳng cấp giữa Trần Văn Thảo và Kevin Torres. Thắng thua ở trận đấu này sẽ được quyết định bởi bảng điểm từ các giám định. Chúng ta cùng xem là Trần Văn Thảo có thể giành chiến thắng được trước Kevin Torres hay không. Chiến thắng ở trận đấu này sẽ có một nghĩa rất quan trọng với Trần Văn Thảo, giúp anh có thể tiến đến trận tranh đài. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến đáng chú ý ở hiệp đấu cuối cùng vừa rồi trước khi đến với bảng điểm từ các trọng tài. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả bằng tính điểm trận đấu giữa Trần Văn Thảo và Kevin Torres. Ladies and gentlemen, before we find out what the official scores are, can I humbly ask all of us to give our fighters a big round of applause. What a great fight it was. Come on. Give it up for the boys, guys. All right, after 8 rounds of boxing, we now go to the scorecards. And here are the score totals. All three judges have scored the bout unanimously 77-75, declaring your winner by way of unanimous decision from Vietnam, Tran Vong!